Xin chào các bác, em lên sóng tiếp phục vụ các bác một con máy rửa bát Panasonic. Ở đợt này cái máy rửa bát Pana này nó giá thành nó rất là tốt các bác nhé. Cho nên các bác nào đang có nhu cầu mua thì mình cứ cân nhắc sang dòng Pana này. Thì trước em bán các cái dòng Nationa rất là nhiều, National đấy ạ. Những cái con Na vòm giá bây giờ nó cũng tương đương với cả những cái con Panasonic thì mình không tội gì mình phải lấy Nationa cả. Các bác cứ mua sang dòng Panasonic này. Ở trên hình các bác nhìn là một con Panasonic TR1 rất là đẹp, hình thức rất là đẹp luôn các bác nhé. TR1 này, mẫu mã y hệt TR3567, giá thành con này em bán có 3 triệu thôi. 3 triệu là các bác có một con Panasonic TR1. Con này rất là đẹp, hai phần, hai lưng, hai bên, hông hai bên này. Con này mặt mũi đẹp. Đấy, tất cả đã làm sạch đẹp hết các bác rồi. Con máy Pana này thì mình dùng vào cái căn bếp, mình đặt vào cái căn bếp trông nó cũng sang hơn cái dòng Nationa rất là nhiều. Ngày xưa thì Panasonic thì nó đắt, ví dụ như con TR3 nó rơi vào tầm khoảng 5,5 triệu. Thì các bác mua Nationa hơn 3 triệu thì là hợp lý. Thời điểm bây giờ như con TR3 nó chỉ còn có 3,4 triệu thôi. Thì các bác không tội gì mà mình phải mua Nationa cả. Đây như con TR1 này, đây, rất là đẹp các bác nhé. Đây, có 3 triệu rồi. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng, rửa xong sấy khô diệt khuẩn hết. Pana thì nó rất là mẫu mã rất là đẹp, bền bỉ, nói chung là rất là ok đấy. Tất cả các cái chức năng đầy đủ hết các bác nhé. Konavi này để mã số 8 này, trước đây bán 3 triệu giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp thì 500.000, vận chuyển đi toàn quốc phí 150.000 các bác nhé. Đấy, các bác nào đang nhu cầu thì các bác xem con Pana này, rửa xong sấy khô diệt khuẩn luôn, rửa xong bát khô cứng các bác, bát khô cứng luôn, sạch sẽ. Đấy. Em ship hàng toàn quốc đi tất cả các tỉnh toàn quốc các bác nhé, chỉ ở huyện Đông Anh Hà Nội. Đấy, phí ship vận chuyển qua đường bưu điện đi toàn quốc chỉ 150.000 thôi ạ. Chào các bác.